Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Mình làm quen nhau trên đường vắng cửa, dù như qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm trong công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật yêu xa. Và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, rồi chia ly rồi đến thôi pha. Đến bây giờ em đã là cánh trăng chim bay sâu chân trời. Đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngập người. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Đến bây giờ anh xóa tình cũ. Đến bây giờ em hóa tượng đá, đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy giờ còn đâu. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy thành thương đâu. Một mình em lang thang đường vắng khuya, tìm em trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi tình chết trong ta. Tình yêu đôi ta người ấy đẹp như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy đẹp như thơ. Mình làm quen nhau trên đường vắng khuya, dù như qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm trong công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy đầy mộng mơ. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy thật kiêu sa. Và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa. Kỷ niệm ơi tình chết trong ta. Đến bây giờ em đã là cánh trăng chim bay sâu trên trời. Đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngập người. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Đến bây giờ anh xóa tình cũ. Đến bây giờ anh hóa tượng đá, đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy giờ còn đâu. Chuyện tình yêu đôi ta người ấy thành thương đâu. Một mình em lang thang đường vắng khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi tình chết trong ta. Một mình em lang thang đường vắng khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi tình chết trong ta. Wow. Kính thưa quý vị, hôm nay David cùng ca sĩ Khánh Trân cũng trong thường lệ vào ngày thứ ba, điểm báo vào buổi chiều. Hôm nay là ngày Tuesday, ngày thứ ba, August, ngày mùng 4, 2020. Chúng tôi là David Võ và Khánh Trân sẽ gửi đến quý vị một cái rất nhiều tin trong cái điểm báo chiều hôm nay. Đó, hôm nay quý vị thấy tờ báo hôm nay vừa nóng hổi, ha, mới ra lò. Khánh Trân, hôm nay có những cái điểm gì đặc biệt trong chiều hôm nay em? Trước khi đọc điểm báo trong ngày hôm nay thì Khánh Trân xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị. Mới vào chương trình thì Khánh Trân đã gửi cho quý vị một nhạc phẩm, nhạc pháp lời Việt rất là dễ thương, rất là quen thuộc quý vị vừa nghe xong. Đó là bài hát được mang tên Chuyện Tình Yêu. Thì chương trình điểm báo của anh em chúng tôi luôn luôn là vậy. Có rất nhiều mục cũng như là những cái thông tin rất là phong phú gửi đến cho quý vị, chính trị, tin tức xã hội, rồi thương mại rau vặt, cũng như là xen kẽ vào một hai bài hát để cho quý vị được không khí được thoải mái hơn trong cái buổi đọc điểm báo. Thì quý vị đang xem trên Việt Mỹ Television ở trên Facebook, chúng tôi đang live stream trên đấy. Và quý vị thấy chương trình mà hay thì quý vị hãy share cho anh em chúng tôi một like để cho tất cả mọi người đều thấy cái những cái thông tin trên Việt Mỹ, toàn sản phẩm Việt Mỹ gửi đến cho quý vị là thứ ba và thứ năm mỗi tuần. Xin cảm ơn quý vị. Và hôm nay thì có rất nhiều cái tin nóng hổi, như là
Trung Quốc chơi chữ để đọc chiếm Biển Đông, cũng như là tin tức ngay ở Mỹ là hoãn bầu cử tổng thống, chiến thuật Dương Đông kích tay của ông Trump, và có một cái dấu chấm hỏi, thì không biết anh David chị chia sẻ về cái mục báo như thế nào ạ? Em lúc nào thì lấy cái khó cũng dành cho anh hết nha. Tại vì anh David anyway, là tác giả của những bài báo này đúng không? Cái câu hỏi là cái dấu hỏi cũng là một cái question mà Khánh Trân nói, thì quý vị hãy đi vào vietmynewspaper.com, một cái bài của giáo sư Vy Anh đã để trong cái website vietmynewspaper.com. Thì trở lại với vấn đề quốc nội, thì hôm nay những cái tin rất là hot news tại anh nghe nói em ở Đà Nẵng phải không? Dạ đúng. Thì em có thể trình bày những cái chuyện gì đang xảy ra tại Đà Nẵng trong đất nước Việt Nam? Ồ thì trước mắt Khánh Trân xin chia buồn với Đà Nẵng, nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung, thì bây giờ đã bùng phát dịch lại lần hai, và lần này có vẻ căng hơn lần trước, là tại vì nó đã dịch nó bùng phát ở trong cái bệnh viện. Mà vì lý do ai mà đem cái con virus này vào đất nước Việt Nam? Thì bên Việt Nam là người ta hay nói là F0, F1, F2, F3. Có nghĩa là cái bệnh nhân F0 là cái người đầu tiên bị nhiễm. Xong rồi bắt đầu đi, không biết mình bị nhiễm thì đi đây đi kia, phát tán ra. Cái người thứ nhì mà lây qua cái người đầu tiên á, là gọi là F1, F2, F3. Thì hiện giờ người ta vẫn chưa tìm được cái người đầu tiên. Chưa tìm nguyên nhân luôn. Dạ, nhưng mà cái người mà F1 thì nghe nói là vào bệnh viện thăm người thân. Thì là lây cho những người bệnh ở trong đó. Mà anh biết lây mà phát tán ở trong bệnh viện thì nó hơi nguy hiểm, là vì trong cái khu bệnh viện đó là em cũng biết được là những người bệnh nặng như là đang bị suy thận, chạy thận, hay là những người bị ung thư nữa. Và những cái người đấy là đã bị bệnh nền rất là nặng rồi, mà còn già nữa. Thành ra là tuổi cũng 60 trở lên không à, thì bị nhiễm. Và bây giờ con số hiện giờ tử vong là tổng cộng là 8 ca tử vong. Wow. Xin chia buồn. Thì bây giờ nghe nói là đã những cái người mà cái nguyên nhân mà lây thì bây giờ cũng là dấu chấm hỏi. Thì cũng có nhiều bài báo rò rỉ và nói ở trên Facebook rất là nhiều, thì nói là đã có một số người đã cho người Trung Quốc nhập cư trái phép. Là giống như bằng đường bộ hay là một rồi, đó thì rồi họ trả tiền cho cái họ người trả đó. Tiền mà cái con số tiền nó cũng không có là bao nhiêu, nhưng mà cái đó anh có nghe rất là nhiều nha. Thì thành ra đó, là quý vị thấy không, cũng vì cái người mà nhận đồng tiền mà đi hại cho cái dân tộc của mình, rất thì là đau khổ, không bao nhiêu hết, họ không có cái một cái tinh thì thần. Tại vì anh biết sao, không bao nhiêu mà đối với người ta là con số lớn, tại vì mà Việt không Nam thể nào họ bán nước như vậy được, hiểu không? Dạ, cái đó là một họ đem cái bệnh hoạn vô cho thì Việt Nam anh biết rồi, cái khi mà dịch xuống, kinh tế xuống thì người dân thật cái mà cái tai hại họ đem họ rước rắn vào nhà mình, hiểu không? Cái đó rất là tai hại. Mà trong lúc này là rất là e ngại vấn đề mà từ hàng hóa họ cấm nhập vào đất nước chứ không phải là con người nữa, hiểu không? Em nghe nói là bên Mỹ ngay cả cái hạt giống gì của Trung Quốc đó. Bây giờ tất cả những sản phẩm, tất cả những đầu tư làm ăn gì mà dính líu với Trung Quốc, không phải chỉ trong nước Mỹ mà cả thế giới đều ngăn cấm những sản phẩm đến từ Trung Quốc. Cái này không biết sẽ mãi mãi hay là trong lúc này thôi. Thì hiện tại là tất cả các nước là không mua hàng của Trung Quốc nữa. Và họ rất là ngại sẽ không còn những chuyến bay từ Trung Quốc qua tất cả những cái nước châu Âu hoặc là nước Mỹ, cái đó là không bao giờ xảy ra. Còn mà Trung Quốc chơi chữ để đọc chiếm Biển Đông là ngay cái trang nhất này là như thế nào anh? Chơi chữ có nghĩa là giống như là mình nó bóng với gió anh hả? Thì Trung Quốc không phải là chơi chữ, họ chơi rất là nhiều trò mà rất là nhiều trò giống như là ma gian xảo. Nói chung là từ sản phẩm, hàng hóa, chính trị, cái gì họ làm cũng được hết. Họ copy, rồi họ ăn cắp những cái technology, cái gì họ cũng làm được hết. Đừng thì nói người là chơi ta chữ. Nói là người ta hay nói vui đó. Yeah. Trung Quốc cái gì cũng giả hết á. Nhưng mà chỉ có cái virus COVID là thiệt thôi. Họ đánh một trận mà thấy cả thế giới là giống như là tan nát. Mà để cái này mà xảy ra một lần nữa thôi. Chắc là coi như thôi luôn đó. Coi chắc như anh là không đi tìm đâu xuống dưới anh ở. Thiệt, bị kinh tế đó, công nhận là nó trì trệ cũng vì cái COVID này rất là tháng nhiều. Tháng 3 tới bây giờ 5 tháng. 5 tháng rồi đó. Mà em nghĩ là với tình hình này bây giờ vừa rồi đã được mở cửa trở lại ngay Cali là coi như là cái niềm vui cho tất cả các cơ sở thương mại, bây giờ lại đóng cửa lại. Mà quý vị biết đóng cửa lại thì thật sự là quán ăn thì nghe nó đóng cửa vậy thôi chứ nó cũng mua ra ngoài ngồi.
trời nóng nực mà mọi người cũng ra ngoài ăn hết cũng tội nghiệp. Rồi những tiệm nail, tiệm tóc, anh chính anh mắt anh thấy người ta cắt tóc ở ngoài trời luôn. Họ đem cái dây điện đồ ra. Bất tiện quá. Dạ. Mà cái đó là không có good environment. Thì, yeah. Thì là... không biết là luật nó sẽ như thế nào, thay đổi thế nào lại không. Chứ cái tình hình vậy hoài thì thấy cũng hơi căng. Và đặc biệt hôm nay cái trang báo đầu tiên là có viết là đăng rau vặt ở đâu miễn phí. Chỉ có tại Việt Mỹ Newspaper, vietmynewspaper.com, tòa soạn nằm trên đường Beach 14190, Westminster, California 92683, điện thoại 714-224-6032. Hiệu quả tức thì, có nghĩa là quý vị đăng rau vặt trên tòa soạn báo của chúng tôi vừa thì online mà vừa ngay trên báo giấy, tất cả hoàn toàn miễn phí trong lúc này thôi nghe quý vị, tại vì lúc này vẫn còn nằm trong cái mùa dịch của coronavirus, China coronavirus. Thì anh David rất thương độc giả. Thì với cái mùa dịch Covid thế này thì ảnh biết ảnh muốn chia sẻ một chút xíu cái khó khăn của quý vị. Những cơ sở thương mại thì ảnh đã cho những cái dịch vụ để mà mình được đăng free, giống như là dịch vụ như là cho thuê nhà, bán nhà, việc tìm người, người tìm việc, rồi cần tuyển người hay là những bất cứ những dịch vụ gì đi nữa thì ở ngay tòa soạn báo Việt Mỹ sẽ đăng hoàn toàn free cho quý vị như trong mùa dịch Covid này thôi. Nên là quý vị hãy nhanh tay lên để mà đăng ký những cái mục mà mình tìm người, tuyển người hay là mình muốn cho share phòng, thuê phòng. Thì Khánh Trân sẽ đọc một số cái rau vặt cho quý vị. Nếu quý vị đăng trên tòa soạn báo Việt Mỹ thì quý vị sẽ có những cái rau vặt như thế này. Khánh Trân sẽ lựa một vài cái rau vặt ra để đọc cho quý vị là Garden Row, cần người có job thuê, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, giặt sấy và lối đi hoàn toàn riêng biệt, máy lạnh, nóng, bao ga, điện nước, internet, 1.500 một tháng mà được 2 phòng ngủ lên đó quý vị. Cộng deposit, không có được nuôi súc vật. Xin liên lạc với số phone là 714-553-9323. Anh Thiện. 2 phòng 1.500 cũng rất là rẻ. 1.500 cũng rẻ đó quý vị. Là cái nhà này riêng biệt luôn hả? Dạ đúng, riêng biệt hết. Coi như một cái nhà nhỏ đó. Dạ. Và nếu mà muốn thuê mà thuê khoảng 3-4 người trở lên ở cho nó đỡ phí á, thì cũng có một cái nhà Garden Row với lại đường West, thuê 2 phòng phía sau, bathroom, bếp, hoàn toàn riêng biệt, bao hết tất cả. Thì quý vị cũng gọi với số phone là 714-312-9997 là dành cho những gia đình mà đông người á. Nếu quý vị không nghe kịp thì quý vị lên website vietmynewspaper.com thì trong cái mục rau vặt sẽ đầy đủ hết tất cả những cái nhà mà quý vị đang tìm kiếm ở tại quận Cam. Hoặc là những công ăn việc làm có cái nào tốt không em? Dạ có. Mình gửi những công ăn việc làm tốt lên cho tất cả đồng hương của chúng mình. Đấy, ví dụ như bây giờ là cần người thông thạo Anh Việt ngữ, computer, tiếp khách vui vẻ, xin gọi bác sĩ Trang. Số phone là 714-899-1500. Đó là mình giỏi được tiếng Việt với là tiếng Mỹ, mình sẽ ngồi ngay giống như là làm thư ký vậy đó quý vị. Thì để mình chỉ gọi phone cho khách thôi. Có cái nào mà thấy lương tốt tốt cho đọc cho anh em biết. Lương tốt tốt á hả? Ví dụ như shop thời trang cần tuyển nhân viên nữ bán hàng làm việc từ thứ hai cho đến thứ bảy, cần lanh lẹ thành thật và có trách nhiệm dưới 35 tuổi. Còn mà nếu mà cần lương tốt thì là 25 đồng một giờ. Wow, đó là cái đó là cần skin care đó. Để em sẽ tìm đây nè. Nãy em có thấy. Tại vì chúng tôi là đăng rất rất là nhiều mục cho quý vị. Quý vị mà muốn tìm việc làm ở trên báo Việt Mỹ là đăng rất là nhiều. Quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy cái báo Việt Mỹ này trên tất cả các chợ ở quận Cam đến San Diego. Và chúng tôi hoàn toàn là phát báo miễn phí cho quý vị. Và quý vị nào mà cần mà lấy những tờ báo này để mà về mà cho khách hàng của mình á, thì quý vị gọi vào số phone 714-224-6032. Hoặc là quý vị muốn đăng những cái mục rau vặt của mình á, mà quý vị không cần là phải gọi vào đài, thì quý vị hãy vào trang web là vietmynewspaper.com. Và quý vị chỉ có hai bước rất là đơn giản để tạo cái account cho mình, tạo một cái newspaper, một cái username và một cái password, như thế nào cũng được. Mà quý vị đánh mấy cái nội dung rau vặt, ví dụ quý vị đăng chúng tôi cần tuyển người như thế nào đó, quý vị đăng một thì để khúc này, thì anh sẽ giải nghĩa rất là kỹ lưỡng đến cho quý vị cách sử dụng tạo một cái username và password. Trước hết quý vị vào cái website vietmynewspaper.com,
nhìn bên tay phải nhấn vào chữ rao vặt, sau đó nhấn vào chữ đăng ký và kéo xuống ở phía dưới tạo cái username và cái password. Nên nhớ phải có chữ hoa nha quý vị, một chữ hoa và một con số với 5 ký tự. Xong, bỏ cái email và số điện thoại rồi nhấn chữ đăng ký. Như vậy là xong, đó quý vị có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Và đặc biệt tuần này chúng tôi đã chạy tên lên tất rất nhiều cái đài truyền hình. Thứ nhất là cái đài VPS, đài Lido Sài Gòn TV, đài SET và đài VNA. Chúng tôi đang chạy 4 cái đài truyền hình và sẽ chạy thêm 3 cái đài truyền hình nữa. Và tất cả trên đài radio và radio Bonsa của chị Minh Phượng cũng đang chạy. Và chị cắt rất là kỹ lưỡng cho quý vị có những hình ảnh rất là rõ ràng, để quý vị nhìn theo những cái video đó, quý vị có thể tự, quý vị có thể làm bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ dẫn rất là rõ ràng trên Facebook, trên những cái chương trình của anh em chúng tôi và trên tất cả các hệ thống đài truyền hình, trên radio và trên social media. Thì cũng quý vị có khó khăn về kỹ thuật thì hãy gọi liên lạc trực tiếp cho chúng tôi với số phone là 714-277-0209. Chúng tôi sẽ tận tâm giúp cho quý vị bất cứ lúc nào. Thì bây giờ quý vị không cần phải là gọi vào tòa soạn để làm phiền nữa. Quý vị có thể bỏ lên bất cứ lúc nào, giờ nào, hoàn toàn đều được miễn phí. Và ở tòa soạn Bắc Việt Mỹ còn có thêm về vấn đề là entertainment. Thì ngày 15 tháng 8 này có rồi. Một chương trình DJ mà bây giờ quý vị có 7 DJ rất là trẻ ra chơi nhạc nhạc rất là hay. Họ đã từng DJ trong những cái vũ trường lớn của Mỹ đó. Thì họ có một cái chương trình rất là đặc biệt, 7 DJ vào ngày 15 lúc 7 giờ chiều, quý vị ghi xuống nha. Ngày 15 tháng 8 7 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Tất cả những DJ đây là tất cả những anh em trẻ có đam mê nghệ thuật, họ đã từng đánh những cái DJ lớn cho những cái vũ trường của Mỹ đó. Thì chương trình rất là hay, quý vị có thể ở nhà mua sẵn cua, mua ba cái gì để mà mình có nhâm nhi cho nó vui nha. Rồi mình quý vị cùng vui với nhà. Chúng tôi. Chúng tôi sẽ live trực tiếp tất cả những cái hệ thống của các bạn DJ và chương trình của Việt Mỹ Television. Thì với cái đội ngũ âm thanh ánh sáng ở ngay tòa soạn Bắc Việt Mỹ, thì với cái sân khấu quý vị đã thấy anh em chúng tôi đang ngồi tại đây, thì nếu có những cái chương trình ca nhạc hay là những chương trình giải trí khác thì chúng tôi sẽ lại thay đổi một sân khấu như là một cái sân khấu mà quý vị thường đi thưởng thức ở những quán bar hay là nhà hàng. Thì Việt Mỹ Entertainment là cho mướn để quay các chương trình như là đài truyền hình, show diễn kịch. Và hiện giờ thì chúng ta sẽ không có một cái show như là những cái show dạ vũ trước đây, là vì chúng ta đang còn hạn chế về dịch Covid. Thì chúng tôi sẽ cho mướn lại để mà live stream, để mà mình live stream cho khách ở nhà được xem. Thì quý vị muốn liên hệ để mà có những chương trình live stream ở sân khấu của Việt Mỹ thì quý vị hãy liên hệ với số phone, liên lạc số phone là 714-277-0209. Xin cảm ơn quý vị. Và anh, mà có một this space available, please call, là có nghĩa là mình cái trang này đang để trống. Đúng rồi. Nếu mà quý vị cần quảng cáo thì hãy gọi cho tòa soạn chúng tôi 714-224-6032. Thì tất cả những cái chỗ mà để quảng cáo nó rất là nhìn rất là dễ nhìn, nó nằm phía trước. Thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người nào gọi trước, tại vì ở trang đầu 50% off cho người đó. Nào gọi trước nha. Tại vì là cái trang đầu là rất có nhiều khách, nhiều độc giả muốn giới thiệu những cái sản phẩm cũng như giới thiệu cái tiệm của mình. Thì mọi người rất thích để cái trang đầu, vì cái trang đầu là rất là dễ nhìn thấy, hoặc là cái trang thứ nhì. Thì hiện giờ vừa rồi thì chúng tôi không còn cái chỗ để mà đăng cho những vị khách mới. Thì hiện giờ chúng tôi có một dư một chỗ để mà quý vị có thể đăng cái mục của mình trên đây. Thì quý vị hãy gọi số phone là 714-224-6032 để biết thêm chi tiết. Và một cái tin thời sự là theo lệnh của Bắc Kinh, Hồng Kông ra lệnh truy nã quốc tế đối với nhà hoạt động dân chủ với một cái hình là Stand Hong Kong, hãy đứng lên với Hồng Kông để chống lại nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. Một cái tin rất là đặc biệt. Lại là Hồng Kông. Hồng Kông bây giờ vẫn chưa có giải quyết được hả anh? Dạ, tại vì em biết là họ đã sống trong cái nền dân chủ là 100 năm rồi. Đã quen rồi. Giờ họ trở lại với cái cuộc sống một cái chế độ như vậy, họ không thể nào họ sống được. Thì họ phải cất tiếng nói lên. Bởi vì cũng ví dụ như bây giờ mình đang tự do mà giờ xích mình lại vậy đó. Đúng rồi. Cũng khổ. Trung Quốc chơi chữ, cái bài này nãy em đã đọc rồi ha. Đọc, quý vị muốn đọc cái bài mà Trung Quốc chơi chữ để đọc chiếm Biển Đông thì chúng tôi trang đầu, và quý vị có thể lật tiếp trang 3 với cái số báo là 542.
Và cái tin thế giới, hàng chục ngàn người biểu tình yêu cầu Tổng thống Putin từ chức. Wow. Ở Nga hay Liên Xô? Ở Nga. À, ông Putin đó. Hồi xưa là Liên Xô, giờ kêu bằng Nga. Thì cũng Hồng quân Liên Xô đó. Hồi xưa em hay coi đó. Người dân biểu tình ủng hộ Tổng thống đốc Sochi Fugo và đòi Tổng thống Putin từ chức. Wow. Tin này có vẻ hot rồi nha. EU kêu gọi đoàn kết chống lại Trung Quốc hung hăng. Wow. Bây giờ châu Âu đã kêu gọi đứng lên để chống Trung Quốc rồi nè. Cái này như là mình nghe mình thấy cũng vui. Hả? Mình nghĩ là cái này là cái mà cái thế giới chúng ta phải làm, phải có một cái bài học để trừng trị cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cho cái thứ nhất là cái cuộc sống của con người nó không có được giống như hồi xưa nữa. Mọi người đều lo sợ, đi đâu họ cũng lo ngại hết. Rồi cái nền kinh tế bây giờ nó không còn là thịnh vượng. Mọi người ai cũng phải điêu đứng hết. Thì cũng là có nhiều đất nước đứng lên để mà chống lại những cái tội lỗi của mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã gây cho con người. Thì quý vị muốn đọc cái tiêu đề là EU kêu gọi đoàn kết chống lại Trung Quốc hung hăng, thì quý vị hãy tìm đọc số báo là 542. Truyện dài Hồ Biểu Chánh, vì nghĩa vì tình. Ô, cái này hay đúng quá. Là chuyện dài không bao giờ thấy hết nha. Mỗi bài báo đều có chuyện của Hồ Biểu Chánh. Hồ Biểu Chánh là một nhà văn rất là nổi tiếng. Vậy báo Việt Mỹ đăng cái chuyện này hoài mà không bao giờ hết. Bây giờ mình qua một chút xíu cái về văn hóa ẩm thực của Việt Nam đi anh. Đặc sản vùng miền da trâu thối. Wow. Ai ăn cái đó nổi ta? Da trâu nó dày rồi mà sao mà còn thối nữa, sao ăn? Nè, Việt Nam ăn rất nhiều đồ mà anh thấy là có cái mùi nặng mùi không? Với mắm nêm nè, mắm ruốc nè. Việt Nam mình có ăn da trâu không? Muốn ăn khoái khẩu của người Thái. Đâu của Thái ăn chứ. Liệu bạn có dám thử? Người Thái lại không biết là người ở Thái hay là người dân tộc Thái? Người Thái đó. Da trâu nó đã dày rồi mà còn để thối nữa, sao nghe ăn? Nó cũng hơi lạ lạ đó. Da trâu thối hay còn gọi là năng minh là một đặc sản đặc trưng của người Thái. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch không dám nếm thử món ăn này. Wow. Cách làm món ăn này cũng không cầu kỳ lắm. Chỉ cần lấy da của con trâu sau khi lọc ra, vẫn giữ nguyên phần lông, đem gói vào lá chuối và ủ trong vòng 2 ngày. Sau một thời gian ủ, da trâu bốc mùi, đem rửa sạch thì lông sẽ rụng hết. Người ta đem miếng da đi phơi, rồi dùng nấu canh bon, ho chuối hoặc là nướng tùy thích. Người dân nơi đây cho biết thêm, vào mùa hè nhiệt độ cao có thể làm da trâu nhanh thối hơn. Trong khi đó vào mùa đông nhiệt độ thấp, người ta phải ủ thêm nhiều ngày mới có thể lấy ra chế biến được. Anh nghe anh có thấy là muốn thử không? Ôi không dám thử, sợ dính vô răng luôn chết. Nhiều món mà nó đặc mùi vậy cũng ngon lắm anh nha. Đặc trưng của vùng miền người ta đó anh. Bữa nào đi Thái mình vô nhìn quay thịt làm sao. Và chương trình này được tài trợ bởi là Good Day Insurance nha quý vị. Nếu mà người nào mà income dưới 25.000 thì quý vị hãy gọi để lấy được cái điện thoại miễn phí. Trong đó có cái SIM luôn. Với điện thoại là 714-902-1140. Good Day Insurance. 714-902-1140. Được tặng một cái điện thoại miễn phí. Đó. Nếu mà income, quý vị có low income. Và Khánh Trân xin đọc lại phần rau vặt miễn phí. Là những cái mục như là cho mướn nhà, share phòng, mobile home, cần tuyển nhân viên, cần người giúp việc, vân vân. Trên Việt Báo, trên tòa soạn báo Việt Mỹ với trang nhà là vietmynewspaper.com và trên hệ thống Facebook là Việt Mỹ Television với chương trình live stream của David Võ cũng như là Khánh Trân sẽ được chiếu mỗi hàng tuần thứ ba, thứ năm lúc 6 giờ. Giờ Cali, giờ chiều Cali. Và rất là cần sự bảo trợ của các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với số phone là 714-277-0209. Chương trình này nếu mà quý vị có muốn đến với chúng tôi sẽ có những câu hỏi hoặc đưa những cái sản phẩm, đưa những cái phục vụ, cái service của quý vị đến cho đồng hương. Đó, quý vị có thể gọi chúng tôi 714-277-0209 để chúng tôi mời quý vị đến những chương trình của chúng tôi vào ngày thứ ba và thứ năm. Bất cứ quý vị làm ngành nghề gì, chúng tôi cũng rất là welcome quý vị đến với những chương trình này. Hoặc là chương trình quý vị không có cơ sở thương mại, quý vị có tài năng gì cũng được hết, hát hò xiếc ảo thuật hay là cái chương trình gì mà đem vui tới cho quý đồng hương trong lúc này thì chúng tôi đều là chào đón welcome quý vị hết. Và một cái bài rất là nghe rất là đặc biệt là của tập ghi chú Huy Phương là
uống ly chanh đường, uống môi em ngọt vào. Cái này nghe trong thơ nhạc quá ha. Nghe có vẻ rất là ngọt ngào, mát dịu mùa hè. Rồi một cái bài này luôn lúc nào cũng có trong tờ báo Việt Mỹ là Một Thời Chinh Chiến, Thiên Thần Mũ Đỏ và Mặt Trận Thượng Đức. Cũng là tiếp tục, tiếp theo kỳ tới, kỳ trước. Và trong này cũng có cái mục làm đẹp nữa. Wow, cái mục này em thích nè. Những màu son môi kinh điển mọi thời đại. Có màu son hôm môi đỏ. Hôm nay em thấy em có màu đó. Đây nè, màu đỏ nè. Mai sẽ cái áo. Màu đỏ là kiêu hãnh và quyến rũ. Đó. Và hôm nay mặc màu đỏ phải không? Đúng rồi. Son môi sắc hồng thì nữ tính và ngọt ngào. Son môi màu đắt thì vương giả và khí chất. Cái tờ báo Việt Mỹ luôn luôn có những chương trình rất là phong phú, đa dạng để quý vị đọc để mà mình có những cái giây phút thoải mái, thư giãn trong ngày. Quý vị hãy tìm đọc tờ báo Việt Mỹ trên tất cả các chợ Bosa cũng như xuống San Diego. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ với Radio Bosa Live Broadcast Monday through Friday từ 9 giờ AM tới 12 giờ PM trên hệ thống KALI FM 106.3 and KVVN AM 1430 6 giờ PM tới 10 giờ PM on KVNR AM 1480. Nghe live tại San Jose qua KVVN app trên smartphone. Nghe 24/24 7 ngày một tuần. Radio Bonsa app trên smartphone hoặc gọi 253-5458-8479 để nghe qua phone. Ok, đây bởi chương trình này bảo trợ bởi Radio Bonsa. Và quý vị thấy trên bàn của chúng tôi có những cái sản phẩm, thì chúng tôi sẽ có những cái buổi home shopping sau này riêng cho quý vị. Nhưng mà Khánh Trân sẽ nói sơ những cái sản phẩm trên đây để mà quý vị có muốn bồi bổ cái sức khỏe của mình hay là cái nhan sắc của mình thì hãy gọi vào đài để mà order những sản phẩm như là đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe, nước uống tinh chất collagen, công nghệ hồi sinh làn da và rất rất là nhiều sản phẩm ở tòa soạn báo Việt Mỹ. Quý vị nào muốn đăng những cái sản phẩm của mình để cho nhiều người biết hơn, để mà mọi người tin dùng thì hãy liên hệ với số phone là 714-277-0209 để mà chúng tôi sẽ đăng những cái mục mà quý vị cần để mà quảng bá đến cho thương hiệu của mình. Thì thời gian qua chúng tôi đã bỏ ra 2 năm mấy để tạo một cái website rất là đặc biệt, vietmynewspaper.com. Thì trong thời gian qua chúng tôi quảng cáo rất là nhiều trên tất cả những cái đài radio, đài truyền hình tại địa phương và trên tất cả hệ thống social media, trên báo chí. Thì cái này một cái cơ hội để mà phục vụ cho quý vị trong lúc này. Quý vị không cần phải bỏ tiền, quý vị tự lên set up một cái username và password thì quý vị có thể đánh được cái nội dung. Thì quý vị hãy đón xem những chương trình của đài truyền hình VBS, đài SET, đài đài VNA và đài Lido Sài Gòn TV. Đó, hiện tại 4 cái đài truyền hình đang chạy trong chương trình đó. Thì quý vị thấy tất cả những cái kỹ thuật chúng tôi đã đưa lên trên đó rồi, rất là dễ mà tạo cho mình một cái username và password. Ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều tin tức quá anh ha. Quảng Ninh mưa lớn khiến kè đá bị sập, một người tử vong. Thanh Hóa thì mưa lũ cuốn trôi đập và các bản làng bị cô lập. Việt Nam bây giờ cũng thiên tai và dịch bệnh cũng nhiều. Không nói Việt Nam, bây giờ nói bên tàu đi, bây giờ là đầy đủ hết. Bây giờ là thiên tai rồi, vấn đề công ăn việc làm, hàng triệu người bây giờ không có việc làm. Tất cả những cái container bây giờ của bên tàu không có xuất qua được bên nước nào hết. Tại vì bây giờ họ rất là ngại mua những cái hàng, món hàng Trung Quốc. Nói cái mask thôi, bây giờ họ biết được cái hàng Trung Quốc họ rất là sợ mang cái mask. Không biết Trung Quốc họ bỏ cái gì trong đó. Và vừa rồi tại San Francisco họ đã khám phá ra được những cái mask mà made in China. Họ bỏ những cái thuốc không có tốt trong cái mask đó, hiểu không? Từ cái đũa quý vị ăn như vậy, họ làm cho đũa nó trắng, là cái đó họ đã tẩm cái thuốc làm cho cái đũa nó trắng. Đó rất là độc hại đó. Nói chung là chỉ bên ngoài thôi, đẹp bên ngoài thôi chứ. Tại cái thuốc là nó ngấm vô cái đũa đó, cái đó là chất hóa học. Thì lúc mình ăn vô nó ngấm đồ ăn, nó sẽ vô bao tử mình, nó rất rất là hại, hiểu không? Rồi dần dần nó gây mình bệnh này bệnh kia. Và hồi xưa họ sản xuất ra những đôi giày đôi dép, rồi là những cái đồ chơi con nít họ rất là, họ nói chung là con người họ sao không có đạo đức, đúng không?
một cái đất nước rất là đông người. Đúng ra một cái người mà lãnh đạo là phải có cái tinh thần và cái phục vụ. Và đằng này họ để mắt nhắm mắt mở, chắc chính quyền, chính phủ họ làm như vậy. Nên người dân làm gì họ cũng không thể nào mà họ giúp được. Thì trở lại với cái chế độ của Cộng sản Trung Quốc thì không thể nào mà nói được. Đó, cái gì họ cũng làm giả tạo hết. Từ con người với nhau họ cũng muốn là sát hại với nhau. Họ muốn làm bá trùm bá đạo, làm trùm thế giới này. Họ tìm đủ phương cách để mà ăn rồi để đi ngắm nghía, đi ăn cắp những cái technology hại nước này, hay là họ giành giật đi ăn cướp từng tấc đất của hàng xóm. Mà em thấy Trung Quốc giỏi chứ, giỏi copy. Đúng rồi. Cái gì chứ không tự sáng chế mà coi như là giỏi về copy và ăn cắp bản quyền hả? Đúng rồi, thì bây giờ người Mỹ họ rất là kỹ lưỡng trong vấn đề mà nhận du học từ Trung Quốc qua. Đó, và những cái người ở đây là đang làm spy cho cái đảng Cộng sản Trung Quốc, làm những cái kêu là thám tử, hay là làm những cái người là spy đó, hiểu không? Điệp viên đó, họ có điệp viên không phải chỉ trong nước Mỹ này mà khắp cả thế giới. Đó, tại cái nhu cầu của họ là phải làm nắm trùm cái thế giới mà, thì họ phải đầu tư cho những cái người đó. Anh có nhiều mục như là tin thể thao đó nè. Dạ, thể thao, có cái nào mà em thích cái môn nào trong đó không? Em thích, thật sự em thích đá banh. Đá banh hả? Hồi nhỏ em cũng có đá banh. Đá nổi không vậy? Đá được. Đá được. Bây giờ qua đá em, giờ em lớn, đá banh. Giờ lớn mình không có chơi nữa, chứ hồi nhỏ là em cũng là trong đội tuyển đá banh ở trường em đó. Để qua trong này có gì, Mike Tyson bị đối thủ ví như cuốn con. Anh có biết cái... này là boxing. Boxing đó, anh rất là thích coi boxing. Đó, cũng cho quý vị hãy lên trên vietmynewsweb.com có những cái mục thể thao rất là đặc biệt nha. Và không có những không những có là trên báo giấy mà mình cũng có được trên online vietmynewspaper.com. Quý vị vào đây đọc báo online, chúng tôi cũng có post báo online cho quý vị nữa. Và quý vị nãy giờ mình chưa nói về ngành nghề nail anh ha. Tại vì sẵn em giới thiệu một vài công việc làm nail. Mình có cái mục nail nào mới không em? Thì nail bây giờ ngay Cali chúng tôi thì cũng không có hay nói nhiều về nail. Tại vì nail bây giờ cũng đang tạm thời là đóng cửa, không có cho làm. Nhưng mà những vị thân chủ nail thì vẫn còn làm với một hình thức khác, là cũng giống như là quán ăn, là cũng dời ra ngoài để làm nail rồi đem hết tất cả đồ mà phục vụ cho nail ra ngoài làm hết. Hôm nay anh có gọi về văn phòng tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ đó, tại East Coast đó, thì có hỏi nhân viên hôm nay khách hàng nail gọi nhiều không, thì hôm nay gọi rất là nhiều mà họ gọi hầu hết là bán tiệm, chứ họ cái mục mà nhận thợ bây giờ nó bị giảm rồi, thì một số người họ chưa có dám đi làm, và một số người thì họ vẫn đi travel này nọ, thì cái với khách hàng bây giờ họ cũng rất là ngại tới cái chỗ đông người đó. Thì họ cái đó là về cái kinh tế, về thị trường nail bây giờ nó cũng rất giảm rất là nhiều đó. Quý vị nào mà cần sang tiệm nail thì quý vị cũng hãy gọi vào số phone 714-222-7702 cũng được, hoặc là ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì gọi cho trực tiếp là 267-709-9855, hoặc là lên rauvặtnailsalon.com. Thì hiện tại chúng tôi đã có trên 8 triệu visitor, 8 triệu người đã viếng thăm cái website đó rồi. Thì tất cả quý vị vô đó là thấy mục nail là buôn bán tiệm nail Cần Thơ, trong đó mọi thứ nó nằm trong đó hết. Đó. Nếu quý vị bây giờ mà tạm thời ở bên Cali mà nail đang có một sự hạn chế như vậy, thì quý vị muốn đi làm xa những tiểu bang khác mà họ vẫn open, thì quý vị hãy đến với lại New Mexico, Cần Thơ nail, biết tay chân nước, bột wax, biết làm everything càng tốt, bao lương là 1,200 một tuần trở lên, tùy theo kinh nghiệm của quý vị, khu Mỹ Trắng, Mễ, tiếp cao, thu nhập ổn định, không khí thoải mái như gia đình và có chỗ ở cho quý vị. Xin liên lạc với số phone của tiệm là 575-725-5199. Cũng như bên phía Maryland, Washington DC là cũng có tuyển thợ nail, là tiệm nail spa vùng Maryland, khu Mỹ Trắng, tip cao, income là từ 1,000 đến 1,600 một tuần. Bao lương nếu cần tùy theo khả năng, cũng có phòng riêng cho thợ xuyên bang. Xin vui lòng liên lạc với số phone là 240-444-5423. Và sắp tới đây, hôm nay là tháng 8, chỉ còn 3 tháng nữa là cuộc chạy đua giữa hai đảng vào tòa Bạch Ốc, là ông Donald Trump hiện tại là tổng thống của nước Mỹ và ông Joe Biden.
Em muốn bình luận chút xíu gì giữa hai ông này không em? Em không biết chính trị em nói nó mới hay. Hả? Em thích cái em ông nào? À, hả? Nếu bây giờ mà em nói, bầu cho ông nào nói cho nếu nghe. Nếu mà nói mà để bầu thì chắc em bầu cho ông Trump. À vậy á? Vì sao lý do? Thì ông Trump thì em thấy ông cũng làm được việc à. Và em thấy nhiều bạn bè của em cũng rất là yêu mến ông. Mà đặc biệt hồi xưa giờ là hầu hết trẻ trẻ là họ rất là ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Mà bây giờ đó anh thấy trẻ trẻ đi ra ngoài đường mình cũng hỏi thăm dò như thế nào bạn bầu cho ai. Hầu hết là sắp tới đây một cái nhóm trẻ này họ sẽ chơi một cái buổi DJ ngoài trời đó, và kết hợp bên báo Việt Mỹ sẽ tổ chức một cái buổi rally rất là lớn. Nếu mà tiểu bang California mở cửa đó, thì họ sẽ chơi một cái buổi nói chung là khoảng 10 DJ ngoài trời giống như Las Vegas vậy đó. Mà cái đó là mình confirm chưa hay là mình chỉ mới dự tính? Thì cái này cái planning thôi. Cái đó depend cái tiểu bang họ cho mở cửa open hết mới làm được. Ngoài ra nếu họ không cho mở thì cũng không làm gì được hết. Đó, cũng hy vọng sau tháng 8 ngày 15 này thời tiết nóng nảy ha. Rồi mọi chuyện trở lại bình thường thì có thể là lúc đó là ông Newsom do bị áp lực bởi những cái người business, những cái người mà muốn business mở cửa mà ông đã cấm từ bấy lâu nay, cũng trên một tháng rồi, làm tổn thương rất là nhiều. Hy vọng ông sẽ thay đổi cái bộ luật trong cái tiểu bang để mà người dân được trở lại buôn bán làm ăn, có cái đồng tiền nó xoay trở lại, nó go cycle vậy này không? Bây giờ là bà con người ta giống như màn trời chiếu đất vậy đó, cái đồng tiền nó rất là quan trọng trong đời sống không? Mà tiền của chính phủ cho bây giờ đã hết rồi thì họ phải tự lực cánh sinh mà phải đi làm chứ, you know? Không biết còn cho nữa không ha. Mà em nghe nó cái gói cứu trợ lần thứ hai là cái đó thì có thể là sẽ xảy ra 1.200. Cái gói hay cái bao? Nói chung là có cái đó thì có vẻ như là chắc ăn hơn là cái tiền thất nghiệp có nữa. Có nữa rồi bà con lại ở nhà nữa rồi. Thôi vậy thì không tốt. Kinh tế thì có vẻ là sẽ bị xong sẽ luôn. Không tốt này đâu. Có bao nhiêu căn quỹ trong quốc hội là xài hết là tham lũng là không làm gì được hết, không có tiền là không làm gì được. Có muốn đi đánh tàu đi nữa mà không có tiền sao mua? Sao có nhân lực, có thực lực không? Phải có nhân lực thực lực từ đâu ra? Từ đồng tiền mà ra. Có tiền mới nuôi được quân đội chứ không có tiền sao mua được quân đội? Thì cái gì phải có đồng tiền, tài chính phải vững vàng. Thì bữa giờ chính phủ Hoa Kỳ đã spend rất là nhiều tiền rồi, không biết mấy trăm tỷ. Đợt vừa rồi là SBA rồi business loan rồi cho tiền unemployment. Đủ thứ loại tiền mà quốc hội vừa rồi đã spend quá nhiều. Thì hy vọng cái ngân sách của Mỹ bây giờ cũng phải giữ lại để mà còn nhiều chuyện phải làm trong cái tương lai nữa. Hồi nãy có cái một gì mà SBA mới nói là mình cũng có một vị độc giả đã đăng lên đây là mượn tiền chính phủ bị từ chối. Bạn đã nộp hồ sơ nhưng không mượn được PPP. And SBA EIDL thì gọi ngay chúng tôi để được tư vấn miễn phí và sẽ làm việc cho quý vị 949-335-7580. SBA phải không em? Chúng tôi nói tiếng Việt. SBA cũng là một phần trong cái tài chánh ngân sách mà họ phân ra cho những người cần mượn tiền hay cần PPP. Là... Mà cái tiền lời rất là rẻ, có 3 chấm mấy thôi. Chứ nếu mà, tại vì trong mùa dịch này thì chính phủ muốn giúp cho mọi người thôi. Chứ nếu mà cái tiền lời đó thì không bao giờ xảy ra đâu. Nếu mà không có dịch, đã nó diễn ra như thế này. Tiền lời đâu là 10 chấm trở lên không cho những cái credit khác. Thôi cứ mượn, cứ xài đi, mai mốt kinh tế trở lại phồn vinh mình trả lại. Thì đó. Thì bây giờ chính phủ đã tạo cơ hội cho mọi người, chỉ có chính phủ ở Mỹ thì Mỹ thôi tạo cơ hội cho mọi người trong đại dịch này, cho nên á không có nước nào mà giống như nước Mỹ đó. Mình cũng là cũng may mắn. May mắn. Dù là dịch thì cũng khá là nhiều nhưng mà dù sao cũng bù trừ cho mình để mà mình yên tâm cái tinh thần mình. Mà đặc biệt trong cộng đồng Việt Nam mình mọi người rất là ok. Thì hầu hết đi ra mình gặp tất cả những cái người business họ cũng có, nói chung cũng không đến nỗi tệ quá, thấy không? Yeah. Công ăn việc làm hay tiền thất nghiệp họ đầy đủ hết, nên không có. Cộng đồng mình cũng rất được may mắn được đất nước Hoa Kỳ che chở và giúp đỡ cho tất cả mọi phương tiện, và đặc biệt không phải Việt Nam mà rất là nhiều sắc tộc. Thì nếu mà mình không đi làm thì Mỹ sẽ hỗ trợ cho mình. Anh biết là tính ra cái tiền mà được hỗ trợ thất nghiệp á, là cũng 10 mấy ngàn đó. Wow. Thấy chưa?
mọi người không đi làm ở nhà được mà mấy thấy ngày. À, tiền 600 phải không? Tiền 600 cộng với tiền thất nghiệp nữa. Thì at least một tuần cũng được 700 mấy 800, nghĩ cũng rất là ok. Ok ha. Lắm, cũng bằng cái lương mà cái đi đó làm có nhiều người mà tiền hơn tiền đi làm lương luôn đó. Hơn, nhưng mà được có một cái là chỉ được 4 tháng thôi. Dạ. Thành ra vậy là đủ rồi. 4 tháng nhưng mà tới tháng 12 vẫn được mà một hồi tuần. Xưa ở Việt Nam mấy. anh đói mà một ngày anh cũng có food mà ăn nữa, có đồ ăn mà ăn nữa đâu. Chính phủ đâu có cho một ở ngày Việt đâu. Việt Nam cũng có cái câu gì không có tiền mà cạp đất mà ăn. Đó thì bởi vậy đâu ai cho, không có từ thiện, không có gì đó, chính phủ đâu có nâng đỡ. Từ thiện thì từ chối. Thời của anh nó cực lắm em ơi. Đi ăn khoai đi ăn bò. Ăn khoai mì khoai lang mà sống qua ngày mà thậm chí không có mà ăn nữa. Thì cái mỗi thời mỗi cực, hai cái thời này thì chỉ là khổ vì dịch bệnh không có được ra ngoài hạn chế thôi. Chứ mà cái tinh thần hoặc là cái sự mà lo lắng tiền bạc cơm áo gạo tiền thì không đến nổi. Và đã được chính phủ giúp đỡ rất là nhiều. Thôi bây giờ chắc mình làm một vài bài để gửi đến cho quý vị chiều hôm nay cho nó mát mẻ trong cái khung cảnh nóng nảy này đi nha. Anh David hát bài đi, nãy giờ em Khánh Trân đã hát rồi. Vậy hả, biết em muốn bài gì nào? Em hát, em vô đề trước đi. Hôm nay nóng quá, hôm nay bao nhiêu độ Khánh Trân biết không? Chắc chín mấy quá. Dạ, hôm nay trời rất là nóng. Mưa ngâu đi. À, nóng cho nên hát mưa cho nó. Lâu rồi chưa phải hát bài mưa ngâu. Tại sao anh thích bài mưa ngâu? Anh thấy lúc nào anh cũng hát bài đó, bài ruột hả? Tại nó quen rồi. Mưa ngâu, ok. Và chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Rồi có một buổi dinner thật là ngon miệng nha. Thì rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Việt Mỹ Television trên hệ thống Việt Mỹ Television và hệ thống Việt Mỹ Facebook, social media cũng như trong những cái chương trình báo chí mà anh em chúng tôi đã bỏ rất là nhiều công sức mà để gửi đến cho quý vị. Ngoài báo giấy chúng tôi tìm ra những cái phương thức hay những cái niềm vui nào trong cuộc sống để gửi đến quý vị. Đó, hát bài vui tươi nè. Và gửi đến quý vị bài hát Mưa Ngâu. Hôm nay sao hay nha. Cảm ơn anh Phúc. Anh Phúc và chị sao hay là cảm ơn anh hết mình. Giọt mưa, mưa ngâu búp non trên cành thần lá biếc. Giọt mưa, mưa ngâu tròn xoe chiếc đâu trên đậu. Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc đô sẽ tròn là bóng lạ. Mong sao mưa thật lâu để cho hai đứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau vẫn em anh nhìn từng góc phố. Tình đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc hô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau lá xanh trên cành thần lá úa. Từng giọt mưa ngâu rớt rơi thềm tình yêu đau dê là hãng quên. Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió. Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong chiều đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. À, trời nắng mà bài mưa ngâu ấy ngọt quá ha. Mát liền. Mát liền. Với cái nhạc remix vui tươi nữa. À. Mong cả nhà sẽ có một buổi nghe điểm báo coi như nghe nhạc thật là vui trong ngày hôm nay.
giọt mưa, mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc. Giọt mưa, mưa ngâu tròn xoe chiết hốt trên đầu. Ngày nay đôi ta bên nhau, chiếc ô xe tròn là bóng lá. Mong sao mưa thật lâu để cho hai đứa bên nhau. Đôi ta xa nhau vắng anh em nhìn từng góc phố, từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày này đôi ta xa nhau, lá xanh trên cành thành lá úa. Từng giọt mưa ngâu rớt rơi thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trong chiều. Đầy nắng sâu, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời, đầy nắng gió để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Rồi sẽ tan đi trong trời đầy nắng sâu, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời, đầy nắng gió để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Bài dễ thương quá. Bài techno này hay quá ha. Cái bài này techno cũng được mà twist cũng được. À, nghe nhạc này Khánh Trân nhớ sân khấu quá. Thôi sẵn đây em hát một vài bài mời khán giả đón xem. Một bài quý vị mà ở tại đây nếu mà có yêu mến với chương trình của chúng tôi, xin quý vị cùng hòa nhập với chúng tôi để có những chương trình hát buổi chiều. Xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi 714-277-0209 đến với chương trình anh em chúng tôi trong buổi chiều điểm báo. Xin cảm ơn quý vị nhạc phẩm Tình đẹp như mơ. Quý vị ở nhà có thể nhún nhảy thì điệu cha cha cha. Và thấy anh em chúng tôi hát vui thì quý vị hãy share nhiều cho anh em chúng tôi nhé. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau. Cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao chặng đời, thời gian vụt tới rồi mãi đây chẳng ta xoay bóng ngó quanh lại còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đường nhạt phai, tình ơi xinh tình trở thêm u hoài. Cha cha. Tình đẹp như mơ có nghĩa là tình chỉ đẹp trong mơ thôi. Anh già cả rồi không còn mơ nữa. Nghe điệu cha 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 hay quá.
làm cho chúng ta muốn nhảy ngay. Yeah. Được. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cánh xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao chặng đời, thời gian vụt tới rồi mãi đây chẳng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Ôi tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Quý vị thấy Khánh Trân hát hay không? Thì xin quý vị ủng hộ bằng cách là share like rồi tặng bông hoa để cho anh em chúng tôi có tinh thần để giữ một tuần được 2 ngày để gửi đến tất cả những cái tin tức rất là quan trọng để gửi đến quý vị trong cái website Việt Mỹ Newspaper và những cái chương trình live trực tiếp như anh em chúng tôi đang làm trong ngày hôm nay. Đó, chúng tôi muốn có chương trình này để ở nhà quý vị có thể thưởng thức trong cái buổi chiều. Hoặc là có những cái việc gì quý vị vô cái website vietmynewspaper.com, công ăn việc làm, những cái tin tức sinh hoạt cộng đồng, chính trị trong dòng chánh, rồi những sinh hoạt trong địa phương, cộng đồng rất là quan trọng trong cái tờ báo Việt Mỹ. Và quý vị có thắc mắc gì những chi tiết giống như là cần đăng mục rau vặt thì quý vị hãy gọi số phone là 714-224-6032 để chúng tôi sẽ giải thích những thắc mắc cho quý vị. Và Khánh Trân cũng như anh David sẽ lên livestream trên hệ thống Việt Mỹ Television trên Facebook để quý vị coi hàng tuần qua thứ ba và thứ năm 6 giờ chiều. Đúng rồi. Giờ Cali sẽ trực tiếp livestream đến cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ năm tuần này đúng 6 giờ chiều. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ồ vậy em đi đâu vậy? Xong rồi. Xong rồi hả? Trời, tự bi Đức Thắng chứ. Bây giờ anh chào quý vị rồi mà. Chưa chào. Ôi chưa chào, sorry để anh chào. Hôm trước lúc mà chia tay với quý khán giả, quý độc giả cũng rất là cảm ơn Khánh Trân đã bỏ đường xa từ Riverside. Dạ. 45 phút em. Dạ, 45 phút nhưng mà Khánh Trân quyết tâm là có thể cái duyên để mà đến với tòa soạn báo Việt Mỹ và bây giờ càng ngày Khánh Trân đã càng thích đọc điểm tin hơn rồi. Ồ vậy à, mê rồi phải không? Mê. Thì cái gì cũng thành một thói quen và một sở thích. Với anh nhớ vừa rồi em không đọc một chính trị mà cái này em chính em là nhắc một chính trị. Như vậy là em đang chuẩn bị vô Việt Mỹ rồi phải không? À, thì mình phải đọc nhiều cái tin tức. À. Tại vì trong báo này có những tin tức gì Khánh Trân đều muốn giới thiệu đến quý vị để quý vị tìm đọc tờ báo Việt Mỹ. Rất là phong phú, nhiều tin tức đa dạng về giải trí, văn hóa. À, thông tin thương mại cũng như là chính trị kinh tế. Đó giờ mê chính trị rồi nha. Bữa thì vô đây sợ giờ nãy giờ thấy em nhắc chính trị rất là nhiều. Thì mà cái rất là tốt em biết xã hội nó kinh tế và nó đi luôn với chính trị để cho mọi người biết được nó song song như vậy. Bên ngoài thế giới nó đang xảy ra những sự việc gì. Đúng rồi, chính trị là rất là tốt mà nếu mà biết con đường họ đi tốt thì mình phải ủng hộ cho họ, đúng không? Nó có hai mặt xấu và mặt tốt đó, trong cái xã hội nào cũng có cái đó, nhưng mình chọn cái tốt, chọn con đường đúng mình giúp cho họ thì rất là tốt. Họ đem những cái tốt lành đến cho người dân, những cái tin tức mà rất là nóng bỏng hàng ngày đó, thì cái đó là cái mà để mà mình phải hết lòng để mà giúp cho những cái người mà đứng đầu trong cái công cuộc mà
dẫn đường đi, nước bước, cái đó là tốt. Nếu quý vị mà muốn anh em chúng tôi phục vụ cho quý vị đều đặn thì quý vị hãy share vào trang nhà trên hệ thống Facebook là Việt Mỹ Television, chia sẻ cho anh em chúng tôi để nhiều người biết hết đến cái điểm báo hàng tuần của anh em chúng tôi. Xin thì chúng tôi có hai cái chúng tôi có hai cái nick là Việt Mỹ và Việt Mỹ Television, thì quý vị có thể chọn được hai cái mà coi. Và rất là cảm ơn quý vị đã coi xem anh em chúng tôi trong chiều hôm nay. Chúc quý vị một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc.